Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo liên quan đến việc có người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ thanh tra Sở Y tế, hăm dọa người dân, nói họ mua bán thuốc điều trị COVID-19 không có giấy phép. Đối tượng cung cấp thông tin về số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà của người dân để gây áp lực. Cụ thể, người mạo danh gọi đến từ các số điện thoại như sau: 0979 308 312, 0329 070 612, 0899 193 574, 0932 128 506, 0939 062 328. Do đó, Thanh tra Sở Y tế đề nghị người dân không thực hiện bất kỳ yêu cầu của các đối tượng gọi đến. Nếu gặp tình trạng trên, cần thông báo ngay cho Thanh tra Sở Y tế theo số điện thoại 028 3930 9672 hoặc 028 3930 7916. Hiện Thanh tra Sở Y tế đã chuyển thông tin đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh các đối tượng mạo danh.